mình cùng anh Quang chỉ chia sẻ những loại hoa hồng nào mà có mùi thơm thôi nha. Thơm. Đây là hồng song hỷ, còn gọi là hỷ chính. Thơm ngọt ngào luôn nha. Cappuccino, cái màu nó nâu nâu cà phê rồi nè các bạn. Màu cũng ngọt mà mùi cũng ngọt nha. Jam Spirit. Mùi thơm nhẹ thôi nha thơm các bạn. Mùi thơm rất là dễ chịu, mùi thơm mùi trà. Đây là vàng Helen. Bông nhỏ nhỏ nhưng mà nó nở rất là đẹp và bền. Mùi thơm nhẹ. Cam Quốc Vương. Tên gây kêu dễ sợ. Thơm vô đối luôn. Ohara Hồng. Thơm ngọt ngào, thơm quý phái, thơm sang trọng. Mùi thơm của nước hoa Dior. Ô món này thơm mùi Dior thiệt á nha. Tên tiếng Anh của nó là Manta. Còn tiếng phổ thông gọi là Tám Khói. Vừa sang vừa đẹp vừa bền vừa thơm. Hồng Lạc Thần. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng mọi người nha. Thơm như nước hoa luôn các bạn. Tên tiếng Anh của em đó là Bin Loy. Ohara Trắng. Mùi thơm rất là quyến rũ luôn, thật sự thích mùi này lắm. Mikoto. Cái mùi thơm của nó rất là mát nó. Mà nó ngọt ngào nữa. Nó ngọt ngào. Julieta. Ôi cái mùi này cũng giống mùi nước hoa lắm nha mọi người. Nhưng mà thơm nhẹ thôi, không quá đậm đà. Cam Lung Đô. Mùi thơm rất dễ chịu mọi người. Mùi hương thơm của nó hơi mạnh một tí nhưng mà nó rất là ngọt ngào và dễ chịu chứ không quá khó chịu đâu. Nhiều khi á mà mình không có sức nước hoa mình cứ ôm bó bông như vậy là nó sẽ tím tương tư nha các bạn. Khi nào mà khách cần màu hoa đẹp đẹp mà có mùi thơm gặp anh Quang. Anh Quang chia sẻ cho nha. Khi mình rảnh cũng được nha các bạn, không nhất thiết là phải mình rảnh đâu. Đến lúc nào cũng được.